Hi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào mọi người đến với lại video clip tiếp theo. Thì trong cái video clip tiếp theo này thì mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái loại phân thuốc mà trước giờ mình chưa bao giờ giới thiệu cho mọi người. Thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn giới thiệu cho mọi người để ai có điều kiện thì mình sử dụng cái loại phân bón lá này để cho cây lan mình nó tốt và nó đạt hiệu quả 100%. Thì trước giờ là mình giới thiệu cho mọi người tất cả những cái loại phân mà mình thường hay xài, nhưng mà riêng cái dòng phân cao cấp của Rau Mót thì mình chưa giới thiệu cho mọi người. Thì bữa nay thì mình thấy nó cũng là một cái ý hay, thì giới thiệu lên đây cho mọi người. Nếu ai có nhu cầu thì mọi người nên tìm mua và sử dụng, thì sẽ giúp cho cây lan mình nó phát triển rất là tốt. Thì tất cả các loại lan luôn đều xài được hết, tại vì phân bón này là chuyên cho hoa lan, nó là phân bón làm chuyên cho hoa lan, cho nên là chất lượng của nó là tuyệt đối, nếu mà mình sử dụng đúng cách. Thì ở đây cho mọi người thấy, thì trước giờ là mình không có dám hướng dẫn, không có dám giới thiệu cái loại phân này, là do là thứ nhất là nó cũng khó tìm mua, và thứ hai là giá hành của nó cũng cao. Mà bây giờ mình thấy trên thị trường người ta cũng có nhập về, người ta bán cũng nhiều, thì giới thiệu cho mọi người để mọi người tìm mua mà sử dụng cho nó, giúp cho cây lan nó có một cái độ dinh dưỡng tốt hơn. Thì trước giờ á là mình giới thiệu cho mọi người á là cái phân Rau Mót nhưng mà của Việt Nam, nó cũng là phân Rau Mót nhưng mà nó của Việt Nam, còn chưa có khi nào giới thiệu cho mọi người về cái phân đúng nhập của Mỹ. Thì cái phân Rau Mót ở Việt Nam nó thì thông thường mọi người mua thì nó có cái hũ như vậy đây, thì cái hiệu nó cũng là của Mỹ, nó cũng là Rau Mót, nhưng mà đây là công ty nó trụ sở ở Việt Nam và làm theo công thức của Mỹ thôi, nhưng mà Việt Nam làm. Cái này là kiểu dạng như là trụ sở ở Việt Nam người ta mua bản quyền, mua công thức lại để người ta làm thôi, nhưng thật ra mình có thể gọi đây là phân Việt Nam. Thì Rau Mót này là phân Việt Nam, thì nó có 4-5 công thức thường hay sử dụng là 30-10-10, 20-20, 30-10-10, 20-20-20, rồi 6-30-30, 19-31-17, rồi 5-55-15. Đó thì thường là mình thấy ở ngoài cửa hàng nó bán những cái công thức này là nhiều, thì nhiêu đó thôi nó cũng đã đủ sử dụng cho cây lan rồi. Thì cộng thêm với lại phân bón lá nè, cộng thêm với vitamin B1 nè, rồi ví dụ như ai mà có kỹ hơn, riêng hơn thì chăm thêm những cái loại như là những cái chất phụ cần thiết, giống như là những cái trung vị lượng, thì mình thì mình thấy không cần thiết, mình thì mình chỉ thấy là phân bón lá và vitamin B1 thôi cũng được rồi. Thì vitamin B1 thì nó cũng có nhiều loại, nó có hàng Việt Nam, nó có hàng Thái, có hàng Mỹ, hàng Úc, hàng Đức, nói chung là châu Âu, châu Á gì nó cũng có rất là nhiều hãng. Thì mỗi hãng nó cũng sẽ có một cái chất lượng khác nhau và cái giá thành nó khác nhau. Thì mọi người tìm mua, thấy cảm thấy mình tương ứng xài với cái loại nào được thì mình cứ mua mình xài thôi, chứ không nhất thiết là phải cứ hàng Mỹ là mới tốt hay là hàng châu Âu là mới tốt. Thì cái nào nó cũng tốt hết chứ không phải không. Mình sử dụng đúng cách thì cái cây nó đều phát triển, mà quan trọng là cái môi trường, cái độ ẩm và giá thể mà mình tạo cho cái cây lan để nó được một cái môi trường tốt thôi. Chứ còn phân thì nó cũng không có lệ thuộc mấy vào phân đâu. Thì cái này là phân Việt Nam, còn cái phân nhập thì bây giờ cho mọi người xem cái phân nhập. Thì đây là cái phân nhập nè, cái hũ nó cũng khác mà cái phân bên trong nó cũng khác nha, cái phân là nó khác hoàn toàn luôn.
nó nhìn nó có cái độ hơi ướt, nó khác so với cái phân Việt Nam làm. Thì công thức thì có thể là Việt Nam lấy công thức theo cái này, nhưng mà cái phân nhập thì nó khác nha, khác hoàn toàn. Thì trong đây nó cũng có cái muỗng này, cái muỗng này là 10 gram. 10 gram thì cái muỗng này là thường mình sẽ tưới là cho 10 lít nước, 10 gram, 1 gram 1 lít thì hoặc là 1 gram 2 lít, có thể là 1 gram 3 lít tùy theo cái cách tưới của mỗi người. Thì nếu mình tưới 1 gram 1 lít á, thì sau 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mình xả. Còn mình tưới 2 gram 1 lít á, thì có thể là mình xả trễ hơn hoặc không cần xả. Còn loãng hơn nữa thì tuyệt đối không cần xả luôn cũng được. Thì đây là cái hũ phân nhập. Cái phân này cũng là rau mót luôn. Đây nó cũng là rau mo luôn. Thì tất cả nó đều là rau mo của cái tên hãng này. Nhưng mà cái anh này là ở Việt Nam làm. Cái anh này là ở Việt Nam làm. Còn ở đây là ở Mỹ nhập về. Thì ở Mỹ nhập về thì nó sẽ chất lượng nó sẽ khác, chắc chắn là chất lượng nó sẽ khác. Thì cái giá hành nó cũng cao hơn rất là nhiều. Thì đó, thì mọi người cảm thấy là mình xài được cái nào thì mình xài thôi. Thì đó, ở trên đây thì cái nắp nó cũng có một ít keo dán lên trên này, tại vì khi mà mình mở ra nó sẽ bị sứt liền, là cho biết là cái hộp đó đã mở ra. Thì mọi người nếu mà ai có điều kiện á thì nên xài cái loại này nha. Đây là công thức 30-10-10. Đây, nó có công thức trên này luôn. Này, nó có công thức trên này. Thấy không? 30-10-10. Đó. Rồi nó cũng đầy đủ thông tin về cái loại phân. Đó. Thì nó cũng là 30-10-10, công thức nó cũng là 30-10-10. Thì nó có công thức 20-20 cũng có, 6-30-30 cũng có. Nó chủ yếu là ba công thức đó là chính thôi, chứ nó không có thêm cái công thức phụ như ở Việt Nam mình là 19-31-17 hay là 5 hay là 5 với lại 55-15. Nó không có hai công thức phụ kia. Hai công thức phụ kia thì chỉ Việt Nam mình có thôi, chứ còn cái phân Mỹ này thì nó chỉ có ba loại thôi, là một là kích cho cây mập bự, hai là cân bằng dinh dưỡng cho cây là 20-10-10, và ba là kích hoa là 6-30-30, là nó tăng lân với kali cao để cho nó ra hoa nhiều. Thì xài cái này thì chắc chắn là chất lượng nó sẽ tốt và khác như cái kia. Nhưng mà nếu mà ai không xài cái này cũng không sao, không xài cái này mình xài cái loại Việt Nam vẫn ok. Thì mình cũng thường xài cái loại Việt Nam lắm, lâu lâu thì mình mới cho nó ăn cái này thôi. Tại vì cái này cái giá nó mắc, một hũ như vậy nó cũng phải mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn, mà cái này nó chỉ được có tầm nửa ký thôi, mấy trăm ngàn à. Một ký nó khoảng 800-900 gì đó, một ký nó khoảng cỡ đó. Thì nửa ký nó này chỉ nửa ký thôi, hũ này hũ nửa ký. Nó cũng có cái loại hũ một ký nữa. Cái phân này xài chắc chắn là chất lượng nó sẽ rất là tốt. Thì mọi người nếu mà ai mà có nhu cầu á thì mọi người nên xài cái phân này. Ai mà có nhu cầu thì mọi người nên xài cái phân này. Còn ai mình không có điều kiện, eo hẹp về kinh tế, hoặc là mình không có điều kiện, thì mình vẫn xài cái phân Việt Nam 50.000 một hũ 100 gram, vẫn ok, không vấn đề gì hết. Thì chỉ là chỉ cho mọi người biết là cái phân rau mo nó còn có cái hàng nhập, thì nó chất lượng cao hơn nhiều, nó tốt hơn nhiều, giúp cho cây hấp thụ tốt, để cho cây nó được một cái độ dinh dưỡng mạnh khỏe. Nhiều khi mình chỉ xài cái phân rau mo thôi cũng là đủ. Nếu mọi người trồng lan á, riêng tất cả các loại lan mình xài cái phân rau mo thôi là đủ rồi. Còn mấy cái bệnh nấm này kia thì cái đó mình xịt nấm định kỳ thì cây nó không bị bệnh. Cái vườn nó hón thì nó cũng sẽ ít bị bệnh hơn là cái vườn nó bị chật, nó bị nghẹt. Mọi người để cây sát quá hoặc là nó ngợp quá thì nó cũng dễ bị bệnh, nó cũng dễ bị hư thối. Còn nếu mà mình để hón khoảng cách xa rộng rãi thì
cây lan nó phát triển, nó hóng gió, nó ít có bị bệnh. Và mình sử dụng phân thì mình sử dụng phân Việt Nam cũng vẫn tốt như thường, chứ không nhất thiết là phải xài phân nhập. Nhưng mà tất nhiên là phân nhập nó sẽ có cái hiệu quả cao hơn so với phân của Việt Nam. Thì mọi người lưu ý là thích xài cái nào thì xài. Thì tại sao mọi người cứ thắc mắc là thấy cây của mình trồng tốt á, thì do là mình cũng xài phân nhập là thường xuyên, chứ không phải là xài phân Việt Nam không. Ví dụ như một tuần mình tưới phân nhập, một tuần mình tưới phân Việt Nam để cho nó bớt cái chi phí thôi, chứ nó cũng công thức giống nhau. Ví dụ như tuần tháng này mình đang tưới 30-10-10 thì mà một tuần mình tưới phân Việt Nam, tuần sau mình lại tưới phân nhập. Chứ còn nếu tưới phân nhập suốt thì nó lại tốn kém quá, thì mình lại không tưới. Tại vì ví dụ như là mọi người chơi cái số lượng mà nó ít, nó tầm 200-300 chậu trở lại á, thì mình tưới phân nó rất là ít, nó ít tốn phân lắm. Còn nếu mà cái vườn mà đã đạt từ 1.000-2.000 chậu á, 1.000-2.000 chậu giống như mình á, thì tưới phân một lần là phải 100 lít nước. 100 lít nước có khi là 150, là một thùng rưỡi. Tại vì một thùng, cái thùng tưới phân của mình là 100 lít, mà mình tưới hết vườn á, mà để cho nó ướt đẫm luôn á, là phải 150 lít. Mà 150 lít á, thì nó tốn khoảng là gần 150 gram. Thì tính ra nửa ký mình chỉ xịt được 3-4 lần thôi. Cho nên là mình cũng hay đổi. Ví dụ như tuần mình xịt phân Việt Nam, tuần mình xịt phân nhập, thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Thì cái đó là mình cũng chỉ cho mọi người để mọi người biết mua cái loại phân này để sử dụng. Chứ còn mọi người thích xài phân nhập hay phân Việt Nam thì tùy. Nhưng mà mình biết cái gì thì mình chỉ cho mọi người cái đó để mọi người sử dụng để cho cây lan nó khỏe thôi. Thì cây lan mà nó được tưới phân mà nó khỏe được như vậy á, thì cái vấn đề mà cái phát triển cây lan và cái vấn đề mà ra hoa của mọi người á, nó sẽ không còn là cái vấn đề khó nữa. Giúp cho mình dễ hơn trong cái việc mà chăm sóc lan đó. Thì đây nè, cái chậu mà cho mọi người xem nha, một cái chậu nè đó. Khi mà mình tưới phân nó đúng cách và đủ liều lượng, không dư phân, không thiếu phân á, thì ví dụ như nha, cây nó lên nè, một lá hoa, một lá nghỉ đó, rồi lại một lá hoa, như vậy là nó ổn định. Cứ mọi người cho nó một lá hoa, một lá nghỉ là nó ổn định. Thì cứ một lá có hoa, một lá ngưng, một lá có hoa, một lá ngưng, thì như vậy là cây lan nó sẽ ổn định. Thì mình biết được là cái cách mà mình đang chăm sóc cho cây lan là nó đang hợp lý, và nó không có gặp cái vấn đề mà ra hoa nhiều quá, kích nhiều quá, hay là nó chậm hoa quá, nó lì hoa. Thì lì hoa là nó thiếu nắng nè, rồi độ hóng nè đó. Cây cát lai da là nó đòi hỏi phải nắng cao 60-70%. Thì khi mà mọi người mua lưới che đó, thì mình nên mua cái loại lưới mà nó, mình nói người ta bán cái lưới độ sáng 60% là ok. Đừng nói là cái loại độ mát 60% nha. Độ mát 60% thì độ sáng nó chỉ có 40 thôi. Cho nên khi mà mình mua lưới mình lợp cho cái vàng lan của mình á, thì mình mua chọn cái lưới độ nắng 60% để cho cây lan nó đủ nắng. Thì khi mà cây lan nó đủ nắng á, thì nó sẽ phát triển rất là khỏe, rất là nhanh hoa đó. Cái vấn đề của mọi người là cây lan tại sao không có hoa là tại vì nó thiếu ánh sáng, nó không đủ nắng, và cộng thêm những cái dinh dưỡng mà mọi người đang cung cấp cho nó có thể là nó bị thiếu, hoặc là nó ra một cái bụi to quá, nó mọc nhiều con quá, nó phải nuôi nhiều hướng quá, thì nó không đủ lực, trong khi mọi người không có đáp ứng đủ cái dinh dưỡng cho nó để nó ra hoa. Cho nên là khi mà những ai mà mình đáp ứng lượng phân ít và mình có kinh nghiệm ít á, thì mình nên tách chiết những cái chậu to ra thành nhiều chậu nhỏ, thì nó sẽ dễ có hoa hơn là mình để cả một cái chậu to nha. Thì thường là mọi người cứ hay để hoài, cứ nghĩ là để càng to nó càng mạnh, càng dễ có hoa. Nhưng mà càng to càng bự mà mọi người chăm không đủ dinh dưỡng là nó không bao giờ có hoa đâu. Nó chỉ lên con thôi. Nó nuôi từ thế hệ này nuôi thế hệ kia, giống như con nhà nghèo vậy. Con nhà nghèo đẻ sai con, đẻ đông con, nhưng thật ra nó không đủ ăn.
nó vẫn mạnh, vẫn khỏe, vẫn sống đó, nhưng mà nó không đủ ăn, cho nên là nó không có vươn lên được, nó không có thể hiện được cái sự thoải mái, thì nó là như vậy á. Con nhà giàu ví dụ như người ta chỉ sinh một hai thì người ta lo cho nó đầy đủ, còn ví dụ như mà đông quá, nhiều mầm quá, nhiều hướng quá, mình không có đáp ứng được cái dinh dưỡng thì nó cứ đẻ hoài, mà cứ càng đẻ càng nghèo, càng đẻ càng nghèo thì nó không có ra hoa. Tại vì nó lo cái dinh dưỡng để nó nuôi cây thôi, chứ nó không có ra hoa được. Nó phải dư giả thì nó mới ra hoa. Cho nên là mọi người trồng cây lan á, thì mọi người cũng nên lưu ý về cái vấn đề mà phân bón. Ví dụ như mình có lười tưới phân á, thì ít nhất 2 tuần, 3 tuần mình cũng nên tưới 1 lần, chứ đừng có để 2-3 tháng mình mới tưới 1 lần. Riêng về cái phân bón lá, rồi tưới phân bón lá thì nhớ là phải luôn luôn cộng với vitamin B1 để nó lưu dẫn cái phân đi tốt. Tưới phân bón lá lúc nào cũng phải kèm vitamin B1 trong đó, để cho nó lưu dẫn cái phân, hấp thụ phân cho cây tốt. Vitamin B1 là nó lưu dẫn và nó hấp thụ cho cây rất là tốt, cho nên là mình tưới phân bón lá mình nên pha chung với vitamin B1. Còn thuốc nấm thì mình cũng không định kỳ, có thể là mình pha chung thuốc nấm luôn. Những cái loại nào nó không có gốc đồng thì mình pha được hết, tại vì những cái loại nó có gốc đồng thì nó bị phản ứng, nó kết tủa làm cho cái phân nó bị hư, nó không có hấp thụ tốt cho cây, thì mình tránh những cái đó. Thì chỉ có Aliette đó thì không pha chung được với những cái loại thuốc nấm khác và phân bón, nhưng mà riêng Dithane M45 là có thể pha chung với lại phân bón nè, rồi Ridomingon cũng có thể pha chung với phân bón nè, rồi mango dép xanh cũng có thể pha chung với phân bón nè. Thì mọi người nên đọc cái hướng dẫn ở trên bao bì á, nó đều có đầy đủ hết. Mình đọc cái hướng dẫn đó, mình cảm thấy là cái loại nào có thể pha chung với phân bón thì mình sử dụng chung với phân bón. Để chi? Để nó giảm cái công của mình. Thay vì mình tưới phân xong rồi bữa sau phải tưới nấm, rồi phải tưới vitamin B1, vitamin gì đó vân vân, thì mình cộng dồn lại mình tưới 1 lần, nó đỡ mất công cho mình đó. Còn những người nào mà có máy tưới thì nó khỏe hơn, chỉ việc pha xong rồi cầm máy phun thôi thì nó sướng hơn là những người mà sử dụng bình. Thì ai mà sử dụng bình thì nên pha lại để giảm lại cái công tưới. Thì đó là cái mà mình muốn hướng dẫn cho mọi người trong ngày hôm nay. Thì cái quan trọng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay là nếu ai có điều kiện nên đi tìm mua cái phân nhập này để mà sử dụng, để cảm nhận được cái hiệu quả của nó khác như thế nào so với cái cây lan, cái loại phân thuốc của Việt Nam. Thì mọi người lưu ý là hôm nay là mình chỉ cho mọi người cái loại phân nhập của Raumo để mọi người sử dụng đó. Thì mọi người nên mua cái loại phân nhập của Raumo để sử dụng cho nó đạt hiệu quả 100% tuyệt đối. Còn không có điều kiện thì mình vẫn xài phân Việt Nam vẫn được, thì nó cũng vẫn hiệu quả, nó vẫn tốt, nhưng mà có thể là nó còn thiếu sót những cái chất gì đó, nó làm cho cây ví dụ như là hoa không lên màu chuẩn, hoặc là cây nó hơi lì và nó phát không phát mà suy không suy. Chứ nói chung là nó cũng còn thiếu gì đó, nó thiếu sót những cái quá trình mà người ta nghiên cứu cái phân thuốc á, nó ở cái trình độ cao và trình độ khá hấp á, thì nó cũng sẽ có một chút xíu lệch khác nhau. Cho nên là cái gì cũng vậy, thì cái chất lượng đó, nó đòi hỏi ở cái chỗ là cái trình độ cao hay thấp thôi. Cho nên là cây lan cũng vậy, cây lan nếu mà nhưng mà mình trồng cây lan á ở cái mức trình độ cao hay thấp, thì khi mình vô vườn người ta, mình nhìn cái chậu lan của người ta, mình thấy cây lan của người ta nó khỏe, nó hoa, hoặc là nó không có bệnh, không có này kia, thì mình cũng đoán được cái trình độ trồng của người ta là như thế nào. Thì mình vào một cái vườn lan mà mình chỉ cần nhìn cây lan thôi là mình đã hiểu, mình đã biết được cái trình độ của cái người này, họ chăm cây lan như thế nào, là mình cũng đoán được một phần nào đó. Thì trong cái video này
thì mình cũng chỉ nhắn nhủ cho mọi người cái điều quan trọng chính là cái phân nhập thôi. Thì ai có nhu cầu thì mọi người cứ tìm mua để mà sử dụng cho nó hiệu quả. Còn cái vấn đề về cái cây lan á, mà khi mọi người mua cây sổ á, thì mình xin giải thích lại cái vấn đề giữa cây sổ và cây tem, rồi cây lai. Thì cây lai và cây sổ nó là một thôi, chỉ chẳng qua là cây lai là nó đã sổ mặt hoa rồi, còn cây sổ á, là nó chưa có sổ, chưa biết mặt hoa đó. Ví dụ như những cái cây ở phía sau mình, nó đều là những cây sổ, nó đều là những cây sổ hết, nhưng mà nó đã sổ mặt hoa rồi, mình đã nhân giống nó ra rồi, thì nó là những cái cây đẹp, những cây lai đẹp mà trên thị trường có số lượng ít, khan hiếm. Tại vì cây sổ mà nó sổ ra được mặt hoa đẹp thì mình chọn lọc, mình chơi xong mình tách, mình nhân giống ra, mình nhân giống ra thì mình chia nhau qua lại trao đổi, thì nó chỉ có cái cách nhân giống là bằng cách là tách chiết thôi. Nó không có số lượng nhiều trên thị trường. Thì ví dụ như mình có, mình chia cho anh A một hướng, mình chia anh B một hướng, thì tính qua tính lại trên thị trường nó cũng có tầm 3-4 người có cái mặt hoa như vậy thôi. Còn cây tem, cây tem thì nó là một cái cây số lượng nhiều, mà người ta làm tem thì nó đã ra hàng ngàn, hàng triệu cây rồi. Thì trên thị trường có thể là ở bên Thái Lan cũng có, ở bên Đài Loan cũng có, ở bên Việt Nam cũng có, rồi nó bán qua châu Âu cũng có, ở đâu cũng có hết. Thì cứ ai có nhu cầu thì nó sức người ta bán, tại vì nó là hàng đại trà, mình gọi là hàng chợ, thì nó sẽ rẻ hơn nhiều so với cây sổ, và cái khuôn hoa của nó cũng sẽ không chuẩn đẹp bằng cây sổ. Tại sao mình lại nói vậy? Tại vì thường là cây tem là những cây người ta cảm thấy đẹp, người ta mới đem đi làm tem. Nhưng mà nó đẹp theo cái khía cạnh của cái người làm đó, chứ nó không đẹp theo khía cạnh của mình, hoặc là nó không đẹp theo khía cạnh của những người khác. Ví dụ như mình đòi hỏi một cái bông là nó phải có một khuôn to, tròn, chuẩn, cánh tròn, lưỡi mở to, đài tròn to, thì mình mới cho là đẹp, mình mới thích, mình mới chơi. Còn nhiều khi cái anh kia ảnh đi làm tem nhưng mà ảnh lại chọn một cái cây nó bình thường, ảnh chọn một cái cây nó chỉ được cái màu sắc đẹp thôi, cánh hở, lưỡi kèn, nó chỉ được cái màu sắc mà ảnh thích thôi, xong ảnh đem đi làm tem thì nó ra một cái số lượng lớn. Thì tại sao mình luôn nói là những cái tem nó lại không đẹp là như vậy? Tại vì nó chỉ đẹp theo cái ý của cái người người ta làm thôi. Với lại là khi người ta làm tem á, người ta cũng không có nhìn nhận suy xét về cái khuôn hoa cho mấy, mà người ta nhìn nhận ở vấn đề là khuôn thân lá nó gọn gàng, hoa nhỏ, hoặc là hoa màu sắc sặc sỡ gọn gàng, để chi để khi người ta ra số lượng lớn người ta bán ra thị trường, những người người ta mua chơi chân nó gọn để bàn được, hoặc là chân trong nhà được. Thì cái đó là cái ý mà người ta muốn làm, người ta bán nhiều và cái giá thành nó sẽ rất là hấp. Tại vì đã nhân ra được số lượng nhiều thì người ta bán, người ta chỉ cần bán cái số lượng thôi, chứ người ta không cần bán về cái chất lượng. Cho nên là cái hoa nó sẽ không được đẹp như những cái cây lai. Cho nên là khi mà mình đi mua cây lan á, là mình phải nên mình tìm hiểu, mình phải lên mình tìm hiểu cây sổ là như thế nào, cây lai là từ đâu ra, rồi cây tem là từ đâu ra và nguồn gốc nó là như thế nào đó. Thì cây tem thật ra nó cũng là những cây sổ ra xong người ta cảm thấy cái mặt hoa đó người ta ưng ý, người ta đem đi làm tem, người ta cấy mô số lượng lớn, cái đó gọi là cấy mô số lượng lớn, xong người ta bán ra thị trường là nó cùng một loại hoa thôi, giá thành rất là rẻ. Còn như cái cây mà cây sổ á, thì khi người ta lai giữa anh này, anh A lai với anh B, xong người ta lấy trái, người ta đem đi gieo cái hạt, thì gieo hạt xong người ta rải hạt, nó sẽ mọc lên cây con hàng ngàn hàng triệu cây. Từ hàng ngàn hàng triệu cây đó người ta mới nuôi lên thành những cái chậu sổ. Ví dụ như người ta nuôi lên những cái chậu bự như vậy nè, người ta nuôi lên như vậy xong người ta bán ra thị trường, thì lúc đầu nó là cây sổ,
thì nó cũng sẽ chưa sổ, chưa biết mặt hoa, giá thành nó cũng sẽ thấp, nó tầm từ 250-300, có khi là 200, tùy theo cái loại hàng của ai, chất lượng hay không, thì nó cái giá thành nó cao hay thấp là tùy theo cái mặt hàng đó, và nó tùy theo cái dòng line của bố mẹ nào, thì người ta sẽ có cái giá cao hay thấp. Rồi khi mà một cái lô sổ đó, ví dụ như mình mua 100 cây, mình mua 100 cây sổ đi, về mình sổ ra được 10 cây hoa chuẩn đẹp, thì mình lấy 10 cây đó mình đem đi ăn giống, mình chơi, hoặc là mình chia, mình trao đổi nhau, thì nó không có trên thị trường, tại vì chỉ mình có thôi, mà mình cũng không đem đi làm tem làm gì, tại vì mình đâu có kinh doanh, hay là mình đâu có mục đích là kinh doanh đâu. Cho nên là mình cũng, ví dụ như mình sổ được cái đẹp đi, ví dụ như giờ cái 40 Lê Thị Riêng này đi, nó đâu có ngoài thị trường đâu, tại vì đâu có ai làm tem đâu, đó, nó chỉ có ở Việt Nam thôi, ở nước ngoài nó cũng không có đó, tại vì người ta cũng đâu có phát hiện được nó đâu, nó chỉ có ở trong cái Việt Nam thôi, thì dùng người ta chia nhau, chia giống, tách chiết, chia nhau chơi thôi, thì đó nó cũng là một cái mặt hoa đẹp. Thì còn cái cây mà cây tem á, thì người ta đã nhân ra số lượng nhiều rồi, thì khi mà người ta nhân ra số lượng nhiều, người ta bán giá rẻ, và cái mặt hoa nó thì không bao giờ đẹp được như những cái mặt hoa của những cái lai. Cái lai thứ nhất là mặt hoa nó màu đậm đà, nó nở, nó không nở thì thôi, nó nở là màu đậm đà đẹp, và khu hoa lúc nào cũng to tròn đẹp, chứ nó không có lệch lạc, nó không có lệch lạc, nó không có xấu như những cái cây tem. Cây tem nếu mà mình trồng nó không khéo, nó nở hoa rất là xấu, nhìn rất là nản luôn. Cho nên là mọi người khi mà mình mua cái cây á, thì nghe người ta nói là cây sổ á, là nó chưa biết mặt hoa, còn mà người ta nói cây lai á, là nó đã biết mặt hoa rồi, có mặt hoa, người ta cung cấp cái hình mặt hoa cho mình xem, thì mình thích thì mình mua, nhưng giá thành nó sẽ cao đó. Còn cây tem thì nó cũng có mặt hoa luôn, nhưng giá thành nó rẻ, thì mọi người cứ chơi cái nào cảm thấy nó vừa sức với mình thì mình chơi. Thì lan thì cái nào cũng vậy, có người thích cái cây này, thấy cây này đẹp, có người thấy cây kia đẹp, tại vì 9 người 10 ý mà, cho nên là nhiều khi cây mình thấy đẹp thì người khác lại không thấy đẹp, rồi cái cây người khác họ thấy đẹp thì mình lại không thấy đẹp, thì nó theo cái ý của mình. Thì cho nên là ai cảm thấy mình chơi theo cái kiểu nào thì mình cứ chọn lựa, mình đi mua những cây đó. Còn cái vấn đề thì giá nó không quan trọng, giá thì mình cảm thấy cây đó mặc dù giá nó rẻ thiệt, nhưng mà mình thấy thích thì mình cứ mua thôi, chứ không nhất thiết là nghe người ta nói sao chơi cái cây gì mà rẻ bèo vậy. Không, không sao, miễn sao mình thấy đẹp là mình mua. Còn ví dụ như mình thấy, cảm thấy cây kia nó đẹp quá mà giá nó cao quá, mình thích mình vẫn cứ mua mình chơi, thì giá nó cao nhưng mà hoa nó đẹp, tại hoa nó đẹp thì giá nó mới cao, chứ còn thường hàng xấu thì làm sao có giá cao được. Nếu mà cây xấu mà giá cao thì người ta cũng đâu bán được, ai mà mua, đúng không? Cho nên là cái giá trị nó sẽ đi theo cái chất lượng, thì mỗi cây nó có mỗi cái giá trị khác nhau. Có nhiều cây mình thấy nó đẹp luôn, khuôn hoa đẹp luôn, nhưng mà sao giá nó rẻ quá, tại vì nó là cây tem, nó có số lượng nhiều ngoài thị trường, rồi cho nên là nó rẻ, điều đó là điều bình thường, mình không nên bất ngờ. Thì cây tem thì chắc chắn nó sẽ rẻ rồi. Thì ở đây mình sẽ để lên hình của những cây tem Thái Lan mà họ đang bán ở Việt Nam, nhất là những người mà người ta đang bán live stream trên Facebook nè, trên Instagram nè, trên YouTube nè, thì mình sẽ đưa lên những cái cây tem, tất cả những cây tem đang bán nhiều nhất ở những cái bài bán live stream mà mình đã nghiên cứu, mình đã xem, mình tìm hiểu, mình sưu tầm những cái mặt hoa mà người ta đang bán live stream cây tem trên mạng, giá từ 150 cho tới 80.000 chậu, để cho mọi người xem nha, để mọi người thấy được cái mặt hoa cây tem nó cách xa với cái mặt hoa cây lai như thế nào, và tại sao mọi người lại không bao giờ nhìn thấy được những người đó họ bán những cái cây giống như mình. Ví dụ như họ không bao giờ họ có bán được những cái cây giống như mình, tại vì nó không có, ngoài thị trường không có, thì làm sao mà họ có họ bán. Cho nên là mình cũng cực công, mình đi sưu tầm những cái mặt hoa tem, mình gom lại hết tất cả những mặt hoa tem này, là đa số là hàng Thái Lan thôi,
Tại vì người ta bán livestream thì người ta bán hàng tem của Thái Lan là chủ yếu, cho nên là hàng Thái Lan nó trồng trong cái chậu nhỏ bằng vỏ dừa á. Mọi người thấy cái chậu nhỏ mà trồng vỏ dừa á là biết là cái đó là hàng của Thái Lan. Chứ còn hàng Đài Loan mà cây tem nó cũng không có giá mà trăm mấy 200 đâu. Cây tem mà của Đài Loan làm ra thì giá nó phải từ 300 cho tới 450. Từ 300 cho tới 450. Tại vì thứ nhất là hàng Đài Loan rất khó nhập về Việt Nam. Thứ hai là nhập về giá thành nó cũng sẽ cao, cái chi phí nó cao hơn. Đó, cây thì nó cũng đã chất lượng nó đã cao hơn rồi. Ví dụ như người ta nhập cây số lượng sỉ đi. Ví dụ người ta nhập cây Đài Loan số lượng sỉ khoảng 200 ngàn chậu. Thì cộng với cả tiền vận chuyển, tiền hải quan hay là tiền nhập về, nó lại đội lên là gần 300 ngàn rồi. Khi mà họ bán ra, họ bán lời thì phải bán từ 350 tới 450 trở lên. Chứ không thể nào mà họ bán 150, 250 được hết. Còn cái Thái Lan á, nó rẻ lắm. Thứ nhất là nó nhập về bằng đường bộ. Thái Lan nó đi về mình á, nó đi bằng xe luân chuyển hoặc là xe khách. Nó chuyển hàng bằng xe khách cũng có, rồi nó chuyển hàng bằng xe tải cũng có. Nó đi bằng đường bộ, đi xuyên từ Thái Lan đến Campuchia, xong rồi đến Việt Nam luôn, về tới Hồ Chí Minh luôn vẫn có. Có rất là nhiều người họ chuyên lái lan, có nghĩa là họ chuyên đi Thái Lan nhập cây giống cho những nhà vườn ở Việt Nam. Những Việt Nam mình họ đa số là nhà vườn, họ thường là nhập cây giống qua trung gian thôi, chứ họ không phải nhập trực tiếp được. Mà mình thấy một cái điều rất là đơn giản là nhập trực tiếp cũng rất là dễ, nhưng mà tại sao những nhà vườn họ lại không tìm hiểu để nhập trực tiếp mà họ cứ phải nhập qua trung gian để nó phải tăng cái giá lên? Thì cái điều đó là mình không hiểu tại sao. Thì có rất là nhiều người họ đi Thái Lan mỗi ngày luôn đó. Đó là những người chuyên lái, họ là lái lan, thì họ đi qua đó theo yêu cầu của những nhà vườn đang tìm giống gì giống gì, họ nhập cây bót cây con về cho nhà vườn, số lượng lớn họ nhập về cho nhà vườn để nhà vườn trồng rồi trưởng thành, nhà vườn bán ra. Nhưng mà Thái Lan nó về đây á, thì một chậu ví dụ như ở bên đó nó bán khoảng, nó bán số lượng sỉ á, nó bán khoảng là tầm từ 5.000 hay là 6.000 gì đó bạc Thái. Thì tính ra mà khoảng từ cái giá từ 4 cho tới 5-6.000 bạc Thái á, thì nó tầm từ 90-95 cho tới là 120 cho tới là 150 hoặc là 160-170 trên một chậu, tùy theo cái loại đẹp hay đẹp ít hay đẹp nhiều, và cây to hay cây nhỏ, to nhiều hay là nhỏ nhiều, thì cái giá nó khoảng tầm đó. Thì ví dụ như là họ lấy chậu khoảng như 70-80 ngàn thì về đây họ bán lại khoảng tầm 120-150. Tại vì cái hàng Thái thì nó tệ lắm, cây nó tệ lắm, cho nên là người ta cũng trước là người ta mua nhiều lắm, hàng Thái trước người ta mua nhiều lắm, nhưng mà sau này về trồng nó dễ chết nè. Nó hay bị húi ngang, nó húi ngang, nó húi nguyên bụi luôn, hay là nó bị hư rễ, nó úng. Nhưng mà cái đó là do mình không biết cách xử lý thôi, chứ thật ra hàng Thái khi mà mình đem về mình biết cách xử lý thì vẫn trồng vẫn khỏe bình thường. Do là mình không xử lý, mình không lột hết cái vỏ dừa ra, mình không ngâm hút nấm trước khi trồng, mình để nguyên như vậy thì nó mới hư thôi. Chứ còn nếu mà mình xử lý thì nó cũng sẽ không có hư đến như vậy. Thì đa số là những người mới vào chơi cát lai da bây giờ thì cái phong trào chơi cát lai da bắt đầu nó nhiều. Tại vì cái hàng va bây giờ nó đang đi xuống, nó không có vực dậy nổi nè. Rồi kể cả cây lan kiếm va bây giờ người ta cũng đang khựng lại, vì không có ai còn dám đầu tư vào nữa. Tại vì đầu tư vào đó chỉ có chết thôi. Thậm chí là từ chết cho tới bị hương, những cái anh mà đi sau này càng lúng vô là càng chết, mắt ăn mắt ngủ vì cây lan. Tại vì cầm sổ đỏ, cầm giấy tờ nhà để mà đầu tư vào cây lan á, thì cho nên là mắt ăn mắt ngủ. Còn bây giờ bắt đầu họ đang có xu hướng là chuyển qua cái dendro chớp. Thì cái dendro chớp thì từ trước giờ nó cũng lên rồi xuống, lên rồi xuống, nhưng mà vì cái hoa nó đẹp và cái nhân giống nó cũng chậm hơn so với cái cây phi điệp, cho nên là bây giờ họ vẫn làm giá được và họ vẫn làm kinh tế, họ vẫn kinh doanh được rất là tốt.
Nhưng mà cái đen rô thì ở khu vực miền Bắc lại lại không chơi được, chỉ ở khu vực miền Nam chơi được thôi, khu vực miền Nam chơi được thôi, cho nên là cái xứ nóng thì chơi được cái đen rô. Ở cái khu vực miền Bắc á, thì nó là cái xứ lạnh, nó có heo bốn mùa. Do là lạnh á, thì cái cây đen rô nó phát triển rất là chậm và nó dễ chết và nó ít có nhảy mầm hơn là ở miền Nam. Ở miền Nam thì cái xứ nóng ấm thì cho nên là cây đen rô nó phát triển rất là tốt, xuyên hoa, nhiều mầm, nó nhanh mọc mầm, nhanh vượt cây, cho nên là cái đen rô nó chỉ hình ở trong miền Nam thôi. Thì người ta cũng vẫn làm kinh tế tốt, người ta chơi đen rô, người ta đen rô chớp bây giờ nó cũng là một cái loại lan va mà người ta kinh doanh tốt. Cho nên là cái giới mà bình dân và cái giới mà để gọi là chuyên chơi lan, không phải là để chơi lan để làm kinh tế, mà là chuyên chơi lan để hưởng thức, sưu tầm, hay là gọi là chơi lan theo kiểu văn nghệ á, thì người ta đang bắt đầu có xu hướng chọn và chuyển dần, người ta chọn và chuyển dần sang cát lê gia. Tại vì sao? Tại vì cát lê gia là nó bình ổn giá, nó không có sôi nổi, nó cũng không có lắng, nó không lên không xuống, nó đều đều, nhưng chơi nó là một cái quá trình để cho người ta phải kiềm tập cái tính, kiềm chế bản thân, phải từ tốn từ từ để mà chinh phục được một cái loại lan đẹp. Cho nên bây giờ cái chơi cát lê gia bây giờ mình thấy là nó đang nổi trở lại nhiều lắm. Tại vì bây giờ miền Bắc họ cũng trồng cát lê gia được, họ trồng khỏe, trồng tốt. Tại vì cát lê gia là nóng cũng trồng được, mà là xứ lạnh cũng trồng được, cho nên là nó chịu được tất cả những nơi. Chỉ ví dụ như xứ lạnh thì mình nên che bạt, che mưa, thì tại vì lạnh mà còn thêm mưa nữa thì cây nó dễ bị húi. Cho nên là ví dụ chỗ nào lạnh á, người ta sẽ che phủ bạt, không cho mưa vào, thì cây vẫn phát triển, vẫn sống bình thường đó. Cho nên là cát lê gia nó dễ trồng và hoa thì là đẹp nhất. Cát lê gia thì đẹp nhất, không có cái loại lan nào mà đẹp hơn cát lê gia được hết. Hoa thơm nè, màu sắc sặc sỡ và đa dạng màu sắc, nó không có bị kiểu như là hạn chế màu sắc, nó không bị hạn chế màu sắc, nó rất đa dạng màu sắc, và nó cũng làm cho người ta một cái sự là to đẹp, hương thơm mạnh nhiều và đa dạng về cái giống, đa dạng về cái loài. Ví dụ cát lê gia nó có nhiều lắm, nó có cái dòng mà riêng về cái dòng cát lê gia là nó có cát lê gia hoa to nè, cát lê gia hoa trung nè, cát lê gia mini nè, có cái dòng mà cát lê gia bóng đêm là Brass Samula nè, thì nó rất là nhiều, cho nên là nó đa dạng, bông nhỏ, bông lớn, màu sắc thì sặc sỡ, đủ loại màu sắc, nó không hạn chế về màu sắc, cho nên là nó thu hút cái người ta rất là mạnh. Thì ai mà nhìn cát lê gia rồi, hoặc là ai mà đã chơi cát lê gia rồi, thì khó có thể nào mà chơi cái loại lan khác được lắm. Tại vì khi mà mình đã nhúng chân vào cát lê gia, mình đã đam mê cát lê gia rồi, thì sau khi mình nhìn lại tất cả những cái loại lan khác á, thì mình sẽ đều không hài lòng nữa. Mình chỉ cảm thấy cát lê gia là số 1 thôi. Cho nên là ai mà chơi lan, bắt đầu chơi lan á, ai mà bắt đầu chơi lan mà đã chơi cát lê gia trước á, thì sau này sẽ không có chơi được loại lan nào hết, mà chỉ chơi cát lê gia thôi. Còn ai mà khi bắt đầu chơi lan, chơi hợp cẩm, giống như mình ngày xưa nha, giống như mình ngày xưa cũng là hợp cẩm, cũng chơi đủ loại, miễn là lan thôi, tùm lum loại hết, cũng trồng cái này cái kia thử. Nhưng sau một thời gian lâu, bắt đầu đi tham quan tìm hiểu về lan, thì mình lại phát hiện ra cát lê gia là một cái loại đẹp nhất, không có cái nào mà nó có thể sánh bằng cát lê gia được hết. Thì cho mọi người xem lại cái hình ảnh mà cái vườn lan ngày xưa của mình, cho mọi người xem một chút cho nó vui vui thôi. Cái vườn lan ngày xưa của mình nó nhỏ lắm, cách đây khoảng 20 năm, hơn 20 năm thì nó nhỏ lắm. Thì để cho mọi người xem đó, những cái vườn lan của mình nó đơn sơ, nó đơn giản lắm. Lúc đó là mình còn không có lưới che nữa, rồi sau đó mới mua lưới che. Tại vì cái vườn ngày xưa ở đây á, là nó là vườn cây ăn trái, và nó có rất là nhiều những cây cao, mình trồng cao heo bờ mương á, thì cho nó che phủ bóng mát rất là nhiều. Nhưng mà hồi đó mình trồng thì lại không có hoa, do là nó mát quá, cây nó che hết, nó mát quá, nó không có hoa nhiều, hoa rất là ít. Thì
mình cũng cho mọi người xem lại cái quá trình để mà mình được như bây giờ, là mình cũng đã sưu tầm rất là cực công, sưu tầm rất là nhiều năm tháng trôi qua, mình sưu tầm từng ngày, từng tháng, từng năm cho tới bây giờ mình được như thế này, thì nó cũng đã trải qua rất là nhiều, thì kinh nghiệm nó cũng có, cho nên là cũng góp ý lại cho mọi người để mọi người có cái kinh nghiệm để bắt đầu chơi cây lan cho nó đỡ tốn phí hơn. Thì cái gì cũng phải tốn phí, học gì cũng phải tốn phí, nhưng mình hướng dẫn cho mọi người để giảm lại cái thời gian tìm hiểu và giảm lại cái chi phí mà mình phải bỏ ra, giống như là mình mua lan nè, mua giống nè cũng bị sai lầm nè, phân thuốc cũng bị sai lầm nè. Nhiều người họ biết mình trễ quá, họ đi mua phân thuốc ở những cái chỗ khác nó bài rẻ đó, họ mua rất là nhiều, họ mua tùm lum luôn, mua những thứ không cần thiết cũng mua, cứ nghe họ bài phân thuốc này xịt tốt, cái kia xịt tốt, kích hoa, kích mầm, kích rễ là cứ bỏ tiền ra mua. Tại vì tại sao họ bỏ tiền ra mua? Tại vì họ quá đam mê cây lan, cho nên họ muốn cho cây lan họ tốt thì họ phải bỏ tiền ra mua. Nhưng mà những cái người bán thì họ tập trung vào kinh doanh, thì họ cứ quyến rũ khách hàng, họ cứ bài vẽ cho khách hàng để khách hàng mua càng nhiều càng tốt. Cái đó là chiến lược kinh doanh. Còn đối với mình không kinh doanh, mình chỉ hướng dẫn cho mọi người để mọi người có một cái kinh nghiệm chơi lan tuyệt đối tốt nhất thôi. Cho nên là mình không có bài mọi người mua phân thuốc nhiều, mình chỉ một hai loại cần thiết cho cây lan là đủ, không cần mua nhiều. Có người mua phân thuốc gì mà tới 5-10 triệu, rồi có người mua riết mà xịt hoài hay cũng vậy mà vẫn mua. Tại vì cứ thấy cái nào mới họ bài cái nào mới, cái mua thử, cứ bài cái nào mới cái mua thử, bài cái nào mới mua thử, mua riết thành ra ở nhà nó như là một cái kho vật tư phân thuốc luôn. Mà cây lan thì nó vẫn không có hoa, vẫn chết, vẫn bệnh, rồi vẫn hư hại. Mình đừng tập trung vào phân thuốc nhiều quá, mình nên tập trung vào cái môi trường mà mình đang tạo cho cây lan là chính nha. Thì mình xin kết thúc video clip tại đây, thì chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm mà mình đã biết, để cho mọi người nắm được vững chắc về cái kinh nghiệm trồng cây lan. Thì qua video clip này mình cũng nhắn nhủ đến mọi người, khi mà mình mua sử dụng loại phân thuốc gì, mình cũng nên cân nhắc là những cái lời quảng cáo đó có nên tin hay không. Thì mọi người cân nhắc kỹ và sử dụng phân thuốc sao cho nó hợp lý, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không gây tốn kém cho mình khi mà trồng lan và chơi lan. Thì khuyên mọi người một câu nhấn mạnh, nên tập trung vào môi trường mà mình đang tạo cho cây lan, đừng tập trung quá nhiều về phân thuốc. Thì đó là cái điều mà mình nhắn nhủ trong video clip này hôm nay. Thì xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của mình. Thì bữa nay là tình hình dịch nó cũng còn diễn biến phức tạp lắm, cho nên là mình cũng ngại đi tới những cái vườn lan lớn để mà quay cho mọi người xem. Chứ thật ra là có rất là nhiều vườn lan rất là đẹp, mình cũng muốn quay cho mọi người xem, để mọi người xem được cách trồng, cách chăm sóc, rồi cách người ta bố trí hệ thống vườn lan như thế nào, cách người ta tạo điều kiện cho cây lan phát triển ra làm sao. Nhưng mà cái tình hình dịch đó, nó còn phức tạp, cho nên là những cái người ta rất là ngại tiếp xúc, cho nên mình cũng ngại tiếp xúc, mình cũng không dám tới người ta, mà người ta cũng không dám tiếp mình, cho nên là mình hạn chế đi đó. Mình chỉ cho mọi người kinh nghiệm ở tại vườn mình là chủ yếu. Thì khi nào mà tình hình nó ổn định lại, nó có thể thoải mái hơn, thì mình mới tiếp xúc, mình mới đến những cái vườn đó để quay cho mọi người xem được. Thì mọi người cũng thông cảm và chờ đợi những cái video hay nhất mà từ kênh Cát Lê Gia chia sẻ đến cho mọi người nha. Thì mới nhớ bấm like và đăng ký kênh Cát Lê Gia để có những cái kinh nghiệm trồng lan cho nó tốt. Thì thôi, mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người lại trong video clip sau nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.